Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Các anh chị và các bạn nào tài chính của mình lanh hoanh 500 triệu đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ sedan số tự động đời cao, bền bỉ và siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn thì tham khảo ngay em này nha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Honda City các anh chị, phiên bản RS nha, bản cao cấp nhất đời 2022. Đăng ký lần đầu là tháng 8 của năm 2022 và một chủ sử dụng từ đầu tới nay đi khoảng 32.000 km rồi. Em này là full lịch sử hãng luôn các anh chị và được anh chủ rất là cưng xe lên khá nhiều option cho chiếc xe này. Nào là cam 360 lên màn hình Android, cảm biến trước sau và cách âm toàn xe cho mình luôn các anh chị. Bên Tuyền đang bán xe này với giá 519 triệu nhá. Màu đỏ siêu đẹp luôn. Bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nhá. Nước sơn em này khá đẹp các anh chị, liền lạc đồng màu, không có bị trầy xước gì hết nha. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì có trầy xước dăm dăm ở một vài chỗ hay là giảm tuốt ở một vài chỗ không thành vấn đề các anh chị nha. Quan trọng là chất xe, quan trọng là động cơ máy móc nè. Và em này Tuyền còn hỗ trợ trả góp lên đến 70%. Cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như là trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào thì alo Tuyền thì sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn ha. Em này chắc các anh chị nhà mình chuẩn bị giúp tiền khoảng 180-190 là nhận được xe rồi các anh chị. Rồi em này biển tỉnh, bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nên là các anh chị nhà mình yên tâm đi cận hơn phân nước sơn giúp tiền nè. Nắp capo không trầy xước, đèn là full led hết các anh chị. Anh chủ lên cho mình cảm biến trước sau nha, còn nguyên zin không có các anh chị. Có cam 360 cho mình nữa nè các anh chị ha. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, mỗi nó cản. Đó, lớp là các anh chị, độ gai gió thiền thấy cũng còn khá là sâu nha. Mâm thì không có bị trầy xước gì hết nè các anh chị. Đăng kiểm ở đây thì còn tới 2025, đường bộ thì tháng 10/2023 hết hạn rồi các anh chị ha. Dán phim cho mình nè, tay nắm cửa có nút mở cửa một chạm nha. Rồi, bên hông xe không có trầy xước móp méo gì hết á. Đấy, rất là đẹp luôn. Tất cả xe bên Tuyền khi bán ra luôn cam kết với các anh chị nhà mình xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm nhé. Bản RS là bản cao cấp nhất, đèn hậu phía sau thì còn trông đẹp các anh chị, có cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ ha. Đấy, gầm bệ nè, không vấn đề gì hết các anh chị. Rồi, em này sedan hạng B nha, cốp của nó khá là rộng các anh chị, đựng 4-5 cái vali lớn là vô tư á, nhựa ở trên này. Anh chủ trải thêm ha, lớp dự phòng chưa sử dụng nha, con đội tay quay đồ nghề còn đầy đủ các anh chị. Máy em này 1.5 mức tiêu hao nhiên liệu trung bình tầm khoảng 5 cho tới 6 lít thôi, khá là tiết kiệm nhiên liệu các anh chị. Ghế da pha nỉ nguyên zin, sàn nguyên bản, trần nguyên bản, sạch sẽ các anh chị nha. Đó, em này có cân bằng điện tử nè các anh chị, vô lăng bọc da như thế này rất là đẹp ha. Tích hợp những cái phím bấm ở trên vô lăng như đàm thoại rảnh tay nè, set cruise control, lẫy chuyển số trên vô lăng. Xe mình đi chuẩn là 32.317 km nha. Ở đây có một cái thẻ nhắc nhở bảo dưỡng là hẹn mình 33.000 hoặc tháng 12 năm 2024 thì bảo dưỡng một lần nữa nè. Mua xe này về các anh chị nhà mình đi bảo dưỡng nha, bảo dưỡng lần đầu đi cho yên tâm. Táp lô không có trầy xước các anh chị, màn hình GoTest các anh chị ha. Đó, gian lạnh tự động nè các anh chị, cần số thắng tay còn khá đẹp ha. Mới lắm nội thất, em này mới khen ha. Và tiền thấy anh chủ giữ xe khá là kỹ các anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nhé. Bên Tuyền bán xe ngoài cam kết ra thì còn bảo hành cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa ha. Rồi, ok. Nhìn sơ giúp tiền phần ốc của nắp capo, keo chỉ capo, khung sườn, máy móc nguyên zin các anh chị. Đấy, tiếng máy khá là êm, tiền nổ máy từ đầu buổi tới giờ nhưng mà chắc các anh chị nhà mình không nghe được tiếng máy đâu, êm lắm các anh chị. Ốc át nè, sơn phết đầy đủ ha, tem mát từ nhà máy vẫn còn cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy luôn nhé. Các anh chị nhà mình nghe có rõ không à? Rồi anh chị nào có người thân rành về xe cứ dẫn tới, mình kiểm tra xe thoải mái nhé.
Còn chắc nữa thì cứ mang ra hãng mình test là chắc nhất các anh chị nhé. Tiên nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị. Honda City phiên bản RS bản cao cấp nhất đời 2022. Xe gia đình một chủ sử dụng từ đầu tới nay, đi 32.000 km rồi. Bên Tiên đang bán xe này với giá là 519 triệu nha. Và giá đây Tiên báo thì còn bớt lọc lá cho các anh chị một tí xíu nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Anh chị nào thích chiếc này, nhanh tay alo cho Tiên qua số điện thoại bên dưới ngay. Còn mình ở tỉnh xa, mình thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì nên liên hệ Tiền, thì sẽ tư vấn cho các anh chị cái thủ tục là mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tiền. Hoặc mình xem hết video ngày hôm nay, chốt giá nè, chốt ngày nhận xe, chuyển khoản đặt cọc trước giúp bên Tiền tầm khoảng 10 triệu thôi các anh chị. Mình giữ cái xe lại đi, rồi nay mai mình lên mình xem xe, để tránh những cái trường hợp các anh chị ở tỉnh xa lên hỏng cọc trước thì bên Tiền đã bán mất rồi, thì lại mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị ha. Và City thì hiện tại Tiền còn thêm một chiếc tương tự nữa các anh chị, màu xanh đen, đại cùng đời với em này, cùng giá luôn. Anh chị nào có thích cái màu kia thì alo Tiền, Tiền gửi hình cho các anh chị nhà mình xem. Và hiện tại thì 5 chỗ bên Tiền còn nhiều xe lắm, hơn 60 xe để phục vụ cho các anh chị. Nên là nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe như thế nào, nhớ alo Tiền, Tiền sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể ở lại bên kênh của Tiền, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.